Rồi, xin chào anh em. Thì trên tay mình đây là một cái microphone không dây có tên là Godox Movelink M2. Đây là một cái bộ, nó gồm hai cục microphone và một cục receiver. Nó sẽ thích hợp cho những cái shot kiểu như là anh em phỏng vấn hai người, có hai người cùng ở trong một khung hình. Đó, nó có một cái hộp rất là gọn như này, nhưng mà hộp mắt kính ha, có thể sạc và anh em bỏ vào luôn. Ok, thì cùng mình khám phá xem là cái bộ microphone này có cái gì hay nha. Godox là một hãng nổi tiếng về những cái thiết bị về ánh sáng, giống như là đèn quay, đèn chụp. Cái set quay của mình đang ngồi tại đây thì có phần lớn ánh sáng là từ đèn của Godox đó. Nhưng mà họ vẫn có sản xuất những cái thiết bị liên quan giống như là microphone. Đó, thì mình nói về thiết kế chút đi ha. Mình sẽ bỏ cái hộp này qua một bên. Ở phía mặt trước của ba cái thành phần, mình gọi là thành phần trước đi, thì nó sẽ giống như nhau, nó đều sẽ có một cái logo, một cái đèn báo tín hiệu sóng là có tốt hay không. Màu xanh sẽ là nhận sóng rồi, màu cam sẽ là mất sóng. Nó sẽ có một cái màn hình để anh em có theo dõi được nhiều thông số, giống như là thời lượng pin, tình trạng sóng cũng như là âm thanh của mic. Riêng cục receiver thì nó sẽ có thể điều khiển được âm lượng của hai cái mic này trực tiếp trên đây luôn. Và anh em chỉ cần thao tác ở phía bên này, bấm thôi. Rồi còn ở phía mặt sau thì cả ba thành phần sẽ đều giống hoàn toàn như nhau. Chúng ta sẽ có một cái kẹp để kẹp vào áo. Đó, kẹp vào áo giống như này. Và hai cái chân tiếp xúc để mà sạc ở trong cái hộp sạc này, anh em chỉ cần bỏ vào, nó sẽ có 500 để mình dính vào cái hộp sạc và nó sẽ tự động sạc luôn. Anh em sẽ cắm USB-C và nó sẽ sạc một lần ba thành phần này luôn. Mình sẽ tạm gọi cái cục nhận là RX nha ha. Và hai cục microphone mình sẽ gọi là TX để mà nói cho nó ngắn ha. Thì trên thiết kế của cục TX á, ở phía bên phải nó sẽ khác một chút xíu so với cục RX. Thì nó sẽ chỉ có cái nút nguồn và cái nút mute âm lượng. Và bên trái thì ba thành phần nó sẽ giống nhau luôn. Nó sẽ có một cổng giao thức USB-C để sạc và một cái nút be. Bấm vào cái nút be này ở trên ba thành phần nó sẽ tự động nhận với nhau. Và rất là nhanh, theo mình là thấy rất là dễ dàng. Ở trên cái cục RX này nó sẽ khác một chút xíu. Ở phía trên chúng ta sẽ có hai cổng 3.5mm. Một cổng là nó có để hình cái máy ảnh nè, là dùng để gắn vào trong máy ảnh, điện thoại hay laptop của anh em. Rồi một cái cổng là có hình cái tai nghe. Đây là cổng monitor âm thanh, anh em có thể nghe được âm thanh tín hiệu nó có tốt hay không và nó có bị nhiễu hay là gì không. Máy bên phải của cục RX thì chúng ta sẽ có một nút nguồn và nút cộng trừ gain. Hồi nãy mình có nói thì cái hai cái nút này sẽ điều khiển mức gain trực tiếp ở trên cục RX này. Đó, và mình chỉ cần đứng ngay chỗ máy ảnh thôi. Mình ví dụ một xíu thì trong một cái set có hai người, một nam một nữ, thì bạn nhận thấy là cái anh nam á, anh nói hơi to tiếng hơn, anh nói hơi giọng hơi cứng, và bạn nữ thì nhỏ nhẹ và âm lượng nhỏ hơn. Rồi bạn có thể điều chỉnh âm lượng của hai người nó đều hơn. Thì cả ba thành phần này đều sẽ có kích thước giống nhau, rất là nhỏ. Mình thấy là nó cỡ hai ngón tay của mình thôi, anh em có thể thấy ở đây đó. Và cái trọng lượng của mỗi một cục là 27 gram, theo mình rất là nhẹ. Và cái phụ kiện đáng chú ý nhất mà mình thấy ở đây là cái hộp sạc này. Đây, mình có thể bỏ nó vào. Và nó có nam châm để mà giữ ba cái thành phần này đúng cái vị trí của nó. Rồi, ok, và anh em có thể cắm vào sạc cái USB-C ở đây. Mình chưa có đo cái thời lượng sạc, nhưng mà mình thấy nó khoảng đâu đó hơn tiếng chút xíu. Và nó sẽ sạc cùng lúc ba thành phần luôn, chứ không phải là từng thành phần. Và cái trải nghiệm của mình là mình sử dụng cái này, cái mic này, ba thành phần. Và mình cầm đi, mình có một cái hộp như thế này, mình bỏ vào túi, mình bỏ vào trong cái túi ba lô của mình. Nó rất là tiện, nó rất là thống nhất, nó nằm một chỗ luôn. Và ba cái mic này sẽ được bảo vệ, nó không có đụng chạm gì nhau hết. Đó, thì đây là một cái điểm mình cũng khá là thích ở cái bộ mic này. Phần phụ kiện ngoài cái hộp sạc này rất là tiện lợi ha, thì chúng ta sẽ có thêm, đầu tiên là bông chắn gió. Đây là cái bông chắn gió mà khi trường hợp anh em ra ngoài quay, nó có một chút gió và anh em sử dụng trực tiếp cái microphone này mà không thông qua mic cài áo, thì anh em có thể gắn trực tiếp lên đây. Đó, rất là dễ dàng thôi. Đó, như này. Nó sẽ lọc được cái tiếng gió khi mà anh em ở môi trường bên ngoài. Đó, nó sẽ có hai cái dành cho hai cái mic luôn. Ok, bỏ qua một bên. Rồi, hai cái sợi dây. Đây là hai sợi dây, một sợi này là TRX ra TRX dành cho máy ảnh. Đó, máy quay, các thứ là xài sợi này.
Và một cái sợi này là TRX ra TRRX. Anh em có thể sử dụng cho điện thoại, laptop, máy tính bảng. Xài cái cổng này để thu âm, quay bằng điện thoại. Đó, rất là đầy đủ. Rồi, cái này là mình bất ngờ nè. Godox đã trang bị hẳn hai cái mic cài áo trong cái bộ microphone này. Anh em chỉ cần cắm nó vào và xài thôi. Đây, và theo như đánh giá của mình thì cái mic cài áo này cũng khá là tốt. Cầm cái sợi dây cũng thấy cái build cũng rất là ổn. Mình có test thử cái âm thanh thì cái âm thanh từ cái mic cài áo này hay là từ cục microphone này nó vẫn na ná nhau, nó không có khác nhau quá nhiều về chất lượng, nên anh em có thể yên tâm mà dùng ha. Mặc dù đã trang bị cho chúng ta một cái hộp sạc như thế này, có thể bỏ vào và sạc cùng lúc 3 thành phần, nhưng mà Godox vẫn rất là ưu ái và trang bị cho thêm 3 cộng cáp A2C để anh em có thể sạc từng thành phần riêng biệt trong trường hợp là cái hộp này anh em không có đem theo, hoặc là anh em muốn sạc một cái thành phần đó thôi thì vẫn sẽ có những cái cáp USB này. Đó là tất cả những phụ kiện và anh em có thể thấy là họ đã trang bị gần như đủ tất cả những cái combo anh em có thể hoạt động với điện thoại, máy tính bảng, laptop, máy quay và có sẵn mic cài áo luôn. Thì có vẻ như lần đầu tiên mình thấy là một cái bộ mic họ có trang bị mic cài áo cho mic không dây luôn. Việc sử dụng những cái microphone không dây nó sẽ cho bạn khả năng linh hoạt hơn. Diễn viên có thể đứng xa máy quay và thao tác rất là thoải mái, giống như là không có đeo một cái mic gì trên người cả. Mình có thể đeo lên, hoạt động và quên nó đi. Đối với cái trường hợp của Godox MoveLink M2 thì Godox công bố nó có thể hoạt động ở cái khoảng cách là 50m. Thực tế thì mình không có cần xa tới vậy đâu. Mình thường thì sẽ đâu đó khoảng 3-4m là cùng máy quay kiểu như thế này. Và cái mình quan tâm là cái độ ổn định. Thì qua cái quá trình trải nghiệm nhanh cũng khoảng được 3-4 ngày rồi, và mình chưa gặp cái tình trạng bị nhiễu đó. Và cái lúc mình sử dụng và ra video, mình thấy âm thanh rất là smooth luôn đó. Và cái chất lượng âm thanh đối với mình là ổn để sử dụng cho một cái mic như thế này. Về cái trải nghiệm sử dụng thì Godox MoveLink M2 cho mình cái trải nghiệm khá là thoải mái. Mình chỉ việc mở máy lên xong bấm nút be ở trên ba cái thành phần này, nó sẽ tự động nhận và rất là nhanh. Mỗi một cái thành phần sẽ được trang bị cái viên pin 300mAh và theo như Godox công bố là sử dụng liên tục được 6 tiếng. Mình đã cũng có trải nghiệm nhanh và mình thấy là cái thời lượng này mình sử dụng rất là thoải mái, mình không phải quan tâm quá nhiều về thời lượng pin của nó. Có một cái điểm nữa về mặt trải nghiệm là Godox họ trang bị cho mình một cái miếng sắt như thế này. Thì mới đầu mình không biết sử dụng nó, nhưng mà sau khi coi hướng dẫn sử dụng thì họ sẽ để kẹp lên như thế này. Và cái miếng 500 này sẽ giúp cho mình cài lên được áo và nó sẽ nằm ở vị trí lơ lửng trên áo như thế này. Thì mình cũng có trải nghiệm chức năng này. Mới đầu mình cũng rất là khá là thích thú với nó. Mình nghĩ là mình sẽ để được cái mic kiểu nó trông gọn gàng hơn, nó không bị bè cổ áo mình xuống. Đó, nhưng mà mình trải nghiệm thì mình thấy nó hơi yếu. Mình kẹp lên thì nó hay bị tuột xuống chút xíu, cũng như là cái phần mà setup á nó hơi bỏ và nó hơi khó khăn. Thì mình vẫn thấy là họ trang bị cho mình cái mic cài áo, mình sẽ sử dụng cái đó là tốt hơn. Và cái chức năng này đối với mình thì không hấp dẫn lắm. Rồi thì đây là cái phần mình test âm thanh, và anh em có thể thấy là mình đang đeo cái mic MoveLink M2 đây ha. Và mình sẽ nói một cái câu để mà làm mẫu và anh em có thể nghe được trong một vài trường hợp xem là âm thanh của nó như thế nào. Rồi, cái câu của mình sẽ là: xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ trên tay cái chiếc mic không dây của Godox tên là MoveLink M2. Và bây giờ mình sẽ vẫn nói cái câu hồi nãy và mình test với lại cái mic cài áo có sẵn trong cái bộ này ha. Rồi, xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ trên tay cái bộ mic không dây MoveLink M2 của Godox. Ok, thì mình đang ở cái môi trường bên ngoài trời như anh em thấy, sân cà phê tinh tế. Và mình đang sử dụng cái mic cài áo của cái bộ mic không dây MoveLink M2. Thì mình sẽ nói một câu giống như ở trên môi trường, trong phòng ở trên, để anh em có thể nghe được cái chất lượng của video. Xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ trên tay cái bộ mic không dây MoveLink M2 của Godox. Ok, thì vẫn cái câu nói hồi nãy, và nhưng mà bây giờ mình sẽ tháo cái mic cài áo ra và để cái toàn bộ cái cục TX lên luôn. Rồi, xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ trên tay cái bộ mic không dây MoveLink M2 của Godox. Rồi, ok, cũng có nói hồi nãy, nhưng mà bây giờ mình sẽ gắn thêm cái bông chắn gió để mà hạn chế những cái tác động của gió vào trong cái mic. Xin chào anh em, thì hôm nay mình sẽ trên tay cái bộ mic không dây MoveLink M2 của Godox. Thì mình đang đứng ở cái môi trường bên ngoài trời, và mình sẽ phỏng vấn bạn Huyền Vân để cho anh em có thể nghe được cái chất lượng âm thanh từ cái mic này ha. Cho mình hỏi là nếu như những cái ngày sắp tới mà thành phố Hồ Chí Minh được
nới lỏng giãn cách thì bạn sẽ ăn cái món gì đầu tiên? Mình sẽ mở toạc cửa ra, mình chạy ra bún bò Ôi Sụ để mình ăn một tô bún bò đặc biệt bạn ơi. Hấp dẫn đó. Vậy bạn có muốn đi đâu không? Ví dụ như cà phê hay là bạn đi ăn uống cái gì khác? Tất nhiên rồi, mình rất là háo hức và mình rất là mong được ra Tea Coffee và có những buổi hội ngộ cùng với bạn bè của mình. Đó là cái địa điểm mà tụi mình hay đi vào cuối tuần, nhưng mà rất là lâu rồi tụi mình chưa được đi. 3 tháng. Ok, cảm ơn Huyền Dân về những cái câu trả lời rất là tuyệt vời. Cảm ơn ạ. Ok, thì mình tiếp theo thì mình sẽ thẩm vấn Mod Fadin. Anh Khoa, thì nếu như sắp tới được nới lỏng giãn cách thì anh sẽ ăn cái món gì đầu tiên? Anh ăn bún mâm nem. Wow. Món của quê anh. Anh rất là ghiền cái món đó. Anh có muốn cái cảm giác mà đi ra quán cà phê ngồi làm việc hay này kia không? Có chứ, anh rất là nhớ cái đó. Nên là anh vẫn thích ngồi ở ngoài trời để mà dùng cái laptop nó thoải mái khí trời hơn. Ok. Chứ ngồi văn phòng suốt mấy tháng trời đuối lắm. Ok, dường như ai mình phỏng vấn cũng đang rất là háo hức để mà được ra đường. Ok, cảm ơn anh Khoa. Thì có một cái điểm mà mình không thích ở trên cái bộ mic này, đó chính là cái build nó hơi ọp ẹp một chút xíu. Mình cầm lên mình thấy nó quá nhẹ và cho mình cái cảm giác là nó không có bền bỉ lắm. Cái nhựa nó hơi cho mình cảm giác không chắc chắn. Còn phần phía trước màn hình này mình cảm giác nó như là chất liệu bằng mica. Mình xài, mình trải nghiệm trong 3-4 ngày vừa qua thì mình thấy nó trầy hơi nhiều đó, nên là mình không đánh giá cao cái phần phía trước màn hình này lắm. Đó là một cái nhược điểm mà mình cảm thấy không hài lòng chút. Godox MoveLink M2, đây có thể gọi là một cái bộ mic all-in-one. Anh em mua về bật lên mà xài và tất cả những phụ kiện anh em cần đều có ở trong hộp. Với cái mức giá khá là tốt, khoảng 4.680.000. Còn về cái chất lượng âm thanh thì mình đánh giá rất là ổn rồi. Những cái nhu cầu như là quay vlog, quay phỏng vấn, quay những cái video kỷ niệm cá nhân, sở thích thì nó đáp ứng cực kỳ là tốt. Cái thế giới âm thanh đang dần mở ra, những thiết bị như thế này đang có cái giá tốt hơn. Và mình hy vọng là anh em sẽ có một cái lựa chọn thêm với lại Godox MoveLink M2 để phục vụ cho công việc cũng như là sở thích của anh em. Mình xin cảm ơn cái cửa hàng Hoàng Quân đã cho mình mượn cái sản phẩm này để trên tay và gửi đến anh em. Mình sẽ để cái link sản phẩm ở trong bài viết để cho anh em tham khảo thêm ha. Ok, cảm ơn và xin chào anh em.